Ok, hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một con game có tên là Atelier of Fear các bạn. Tập hợp những cái nỗi sợ hãi. Tựa game này cũng được phát hành trên Steam nhưng mà mới cũng chỉ có bản demo nha các bạn. Ok, thì chúng ta hãy vô khám phá tựa game này nha các bạn. Chúng ta lại trên một con xe nữa rồi. Để chúng ta muốn thoát ra là thoát ra như thế nào đây? Ra nè các bạn. Mình đang trong một con phố rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ chắc cũng là khuya lắm rồi các bạn. Mọi người cũng đã đi ngủ rồi. Nhưng mà mình thì lại đậu xe ở đây để làm cái gì đây? Chắc chắn là sẽ có một cái gì để cho mình để tìm hiểu đấy các bạn. À, tìm cách để mở cánh cổng này ra. Trời, chắc cũng đã khuya lắm rồi các bạn, mọi người đi ngủ hết rồi. Những con phố thì vắng teo, không có một bóng người mấy friend. Nhà cũng đã cửa ngủ hết rồi. Ủa, đây có ai nè? Đây có ai nè, mấy fan? Đây có thêm một người nữa này. Ủa, nhưng mà cái này là mannequin nha, chứ không phải là người nha. Ôi, ôi. Cái này không rớt xuống, để mình tới cái rớt xuống vậy. À, cái này là canh xăng đó bạn. Lại đây có cô gái là như thế nào? Cái gì vậy? À, mà lấy cái robot này, có tiếng điện thoại nữa nè. Mình nghĩ là mình phải rời khỏi đây. Những tiếng động đó thực ra là không hay xíu nào mấy fan. Gì vậy? Ai đó? Ồ. Cái mình nhớ là đâu có con này đúng không ta? Rồi bà nó đi mấy bạn. Hello. Kệ nó đi mấy bạn. Cái máy phát điện. Rồi. Mất điện rồi mấy friend. Chắc chắn là sẽ sử dụng cái máy phát điện này rồi. Hồi nãy mình thấy cái bình xăng nằm ở trên chiếc xe kia kìa. Hello chị. Em đi lấy xăng đó chị. Ai mượn đâu, chị đứng đây không biết nữa à. Nãy mình thấy cảnh sát. À, cái chị nè, nãy đứng ở đây nè. Bây giờ chị vui ở đây nè. Lấy cái canh xăng nha mấy friend. Ok. Ôi, gì chị? Đâu còn thiếu đi theo em đâu. Không đi một mình được rồi. Đứng nha, đừng đi theo á. Không mượn. Ủa, chị là chị khác nữa. Đúng quá chị này. Xuống thằng máy cũng nguyên nữa mấy friend. Con ga nè. What the hell is this play? Cái này quái quỷ nào vậy?
cái nơi là mình nghĩ chắc không phải có trăm năm mấy friend. Gỗ ghiết đồ mục hết rồi. Bánh hả các bạn? Thức ăn mấy bạn. Ui. Này nó dẻ không ta? Nó dẻ mấy friend. Nó dẻ đẹp đẹp xíu đi. Nó dẻ gì ghê vậy? Họ thấy quen quen mấy friend. 3 giờ sáng à. Mấy friend nhớ có tựa game gì không? Cũng có đồng hồ đó. Ủa. Mát à mấy fan, ấy giống như là ở đây lâu lắm mà không ai ở mấy fan. Ủa tôi dép nữa kìa. Đi mà nó có két mấy bạn. Mấy đồ dẫn này lượm không được nha. Nó để vậy thôi chứ lượm không có được mấy friend. Ôi dồi gì vậy? Ta bảo là dễ đẹp đẹp một xíu mà. My God. What hell? Quên rồi mấy friend. Có này quên rồi mấy friend. Ôi mình nhớ dùm nữa chìa khóa luôn mấy friend. Thấy ghê mấy friend. Đi ra đi ra đi ra. Chìa khóa này mở phòng nào ta? Ôi. Từ từ thôi. Nào mở phòng này nè. Do you hear me? Mày có nghe thấy tao không? Có nghe gì trơn á. Ôi gì vậy? Ui. Tắt 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 tắt. Nó tắt hết luôn rồi. Ít cái nồi. Yeah. Chị cứ xuất ra cho em ra chị ơi. Ui. 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 Có thêm chị nào đứng đây nè. Trời chị nó mất cái tờ. Thang máy là mở không được mấy friend.
Ở cái tivi nó cứ nói rồi. Đây, đi về. Chú có thấy chi vậy? Đi về mấy friend. Ồ. Vậy là mình đang nóng vai một người mẹ à. Mình đang nóng vai một người mẹ mấy friend. I have to find her. Giờ mình phải đi tìm con gái của mình à. Má đồ giật ở đây sao nó. Ui. Gì vậy? Once upon a time there was a little girl. Emily was her name. With her brushes she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. À, Emily. Vì tôi là còn là một đứa bé, đứa bé. Tôi rất là thích vẽ và tôi cũng rất yêu mấy môn nghệ thuật các bạn. Và tôi rất yêu động vật nữa, lớn nhỏ thì cũng yêu hết trơn. Bất kể cái loại động vật nào cũng yêu hết nha các bạn. Emily hả? Có khi nào con gái của con người này tên là Emily không ta? Đi nữa coi. Bật lên cũng khác gì là họ không bật á mấy friend. Lên cũng khác gì đang không bật á giờ á. Ô. À mày đặt lên đây nè mấy friend. Giờ còn hai cái nữa. Cái nha mấy friend. Rồi. Mommy. Nhìn vào những cái phần trắng của con thỏ này. Nó rất là sáng. Cái vẽ đẹp đẹp xíu đi con. Con mê nghệ thuật mà sao con vẽ căng thế. Sao không có gì vậy ta. Cái này cái khi nào là tên của con nhỏ đó không ta. Y nè. E nè. Mi. Đúng rồi mấy friend. Đúng rồi mấy friend. Tên của nhỏ đó Emily ấy. Ô mẹ nghe tiếng khóc kìa. Nó thì nguyên liệu vô dụng mấy friend. Nó không giúp ích gì được mấy friend. Ủa thứ nó được ấp được lên trần à mấy friend à. Quay. Bật vào là cái cửa rồi. Ôi. Con mắt à. Mấy friend có coi cái tựa game gì cỏ máu rồi đúng không mấy friend. Cũng có con mắt bự rồi đó mấy friend. Mình có quay cái tựa game đó. Có con mắt to lắm mấy friend. Mày có nhớ không? Nhớ không Alice? Câu chuyện của Emily là gì? À mình tên là Alice. Alice. Chuyện của Emily à. Hồi nãy mình có nghe rồi đó. What the. Các bạn có thấy gì không? Câu chuyện của Emily hồi nãy mình có nghe rồi mà.
Ôi, ôi, từ thôi. Giờ mình nghe lại coi. Ôi, cái tiếng gì vậy? Do you remember? Má lại là tiếp TV rồi nữa. Once upon a time, there was a little girl. Emily was her name. With her brushes, she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day a big storm came and a scary thunder roared. Gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Có một cái tên rồi, có một cái giọng nào đó đọc theo cái cuộc băng băng nữa Brian. Tức là nó dài hơn cái câu chuyện hồi nãy chút xíu, là có một cơn bão tới và có một người bạn nào đó, ông cũng không có sợ cơn bão đó và mời cô con gái chơi cùng các bạn. Và sau đó có một cái tiếng hát gì đó, cái tiếng hát gì đó Brian, nó nhanh quá mình đọc cũng không kịp. Nói chung là câu chuyện này nó dài hơn câu chuyện hồi nãy chút xíu, là có thêm cơn bão nữa các bạn. Do you remember? Pick up drawing. À, mình nhặt được cái bức tranh vẽ nữa các bạn. Đâu có bức tranh nữa không? Những cái chỗ trên TV thì sẽ có những cái bức tranh nha mấy fan. Okay. I remember something. Là giống như là mình đã nhớ được cái gì đó rồi đó. Mình nghi cái nhân vật là người mẹ của Alice, à quên, người mẹ của Emily các bạn, tên là Alice các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Sai à? Of course you don't. What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Đúng rồi, mình là mẹ của Emily ấy. Mình là mẹ của Emily ấy, my friend. Ủa, nhưng mà cái này sao đây? Ôi má ơi, biết cái đầu. Congratulations, you remember your child. À, bạn đã nhớ đến đứa con của mình rồi. Nhưng nói với tôi đi Alice, tại sao bạn sẽ không nhớ tôi? Bạn không nhớ ngày hôm đó à? Đừng có quên đó nha. Bạn có vẻ bối rối đấy. Tôi không biết tại sao mà bạn có thể quên.
It was your fault. Đó là lỗi của bạn à. It was Emily's fault. Lỗi của Emily à. You both made me do this. À, cả hai làm của tôi như vậy. Nhớ đấy. Làm cho tôi như vậy hả? Có lẽ mình với con mình lại làm giỏng rồi ta. Ôi. What the hell? Why? Thế đây là Emily. Ôi. Má ơi, bể sọ luôn mấy friend. Lòi ốc luôn mấy friend. My god. Oh, go 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 go, say goodbye. Ủa, mình nghe thấy một cái tiếng nổ gì đó mấy fan. Mấy fan có nghe cái tiếng nổ không? Cũng đã kết thúc một con game rồi mấy fan. Game cũng khá là hay. Được phát hành trên Steam nha. Hiện tại mới chỉ có bản demo nha mấy fan. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Hãy là xem video thấy hay trong số 1 like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn đã giờ đã coi hết video của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.